Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, nam mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 là giáo Thìn. Thì cái năm vạn và cục diện là trực Thái Tuế, đúng không ạ? Thì những người tuổi Mậu Thìn 1988 có vận trình ra sao, cát hung thế nào? Và đặc biệt trong 6 tháng đầu năm thì tháng nào tốt, tháng nào xấu Và đâu là cái thời điểm để quý vị có thể là thâu thu theo cái may mắn, cái tài lộc cho mình Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, Và bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích về là số tử vi của những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 năm Mạng à, Trong 6 tháng đầu năm 2024 năm giáp thìn À, thưa quý vị, à, trong cái năm giáp thìn thì những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 là một trong những người mà bị phạm vào cái thái tuế. Cụ thể là bị trực thái tuế. Vậy nên cái vận trình trong năm nó cũng sẽ có nhiều cái biến động, cái chắc trở. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu mà quý vị cần phải lưu ý để gia tăng thêm cái may mắn, à, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, Chúng ta đều biết những người tuổi Mậu Thìn là những người sinh năm 1988, có thiên can là Mậu, địa chi là Thìn. Người này có lá số là Dương Nam nhé, có ngũ hành là Đại Lâm Mộc, cung mệnh là cung Trấn thuộc Mộc. Được gọi là Thanh Ôn Chi Long, có nghĩa là rồng trong sạch, ôn hòa. Có xương con rồng, tướng tinh con quạ, con nhà thanh đế, trường mạng. À, thưa quý vị, thì để xét về cái lá số tử vi chi tiết trong từng tháng, trong 6 tháng đầu năm, thì chúng ta cũng luận đoán qua một chút về tổng thể của những người tuổi Mậu thìn sinh năm 1988 Nam mạng à, Trong cái năm 2024 à, Khi đó chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định và đưa ra những cái luận đoán chính xác hơn về những từng chi tiết từng tháng à, Thì dựa vào cái kết quả đó thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái lời luận đoán chi tiết hơn, chính xác hơn à, trong 6 tháng đầu năm à, Quý vị thân mến Trong 6 tháng đầu năm ấy thì Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái thiên ga cái địa chi đúng không ạ? Chúng ta có thìn gặp thìn nó là trực thái tuế. Nói chung gặp cái năm trực thái tuế thì gia chủ tuổi mậu thìn sinh năm 1988 năm mạng ấy dễ gặp nhiều chuyện rắc rối, gặp nhiều chuyện buồn bực và mọi chuyện thì gần như là không được như ý nguyện. Có thể phải bỏ ra rất nhiều công sức nhưng thành quả thu được lại không được là bao. À, trong năm ấy thì quý vị dễ gặp những chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp đều khó có những bước đột phá. Bên cạnh đó thì thị phi nó nhiều Vậy nên quý vị cần phải cố gắng và cẩn trọng nhiều hơn nữa Vì thế để hóa giải cái trực thái tuế thì hàng năm ấy à, Quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế Cái kim bài thái tuế dù để nghênh đón thái tuế Nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm à, Giúp gia chủ có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào à, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 Để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, năm ạ. À bên cạnh đó thì trong năm 2024 nó giáp Thìn ấy, chúng ta xét về cái thiên can. Thì chúng ta có thiên can Mậu, Mậu gặp Giáp, Mậu gặp Giáp thì nó là thất sát. Nó là thất sát đúng không ạ? À, Mậu gặp Giáp là thất sát, vậy nên là gì? Trong cái năm 2024 nó giáp Thìn ấy, thì những người tuổi à, những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 gặp khá nhiều khó khăn, khá nhiều trắc trở trong cuộc sống với lại là trong năm nay thì nó dự báo là có nhiều cái rắc rối khiến cho gì cái công danh sự nghiệp khiến cho bản mệnh phải phiền lòng phải bận tâm nói chung ngay lúc này thì những người tuổi mộ thìn cũng không nên là phó mặc cho số phận hay là thờ ơ với mọi thứ xung quanh vì gia chủ rất dễ là có khả năng là chuyển bại thành thắng à, nói chung ấy cái thất sát này nó cũng gây ra cái họa tiểu nhân gây khó khăn gây chắc trở trong công việc và công việc thì dễ bị tiểu nhân hãm hại và có sự tranh đấu có sự là ganh ghét đố kỵ Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. À bên cạnh đó cái địa chi thìn này này thì nó ẩn tàng ba thiên can, mậu, quý và ất. À, chúng ta có mậu gặp mậu nó là tỷ kiên, mậu gặp quý là chính tài và mậu gặp ất đó là chính quan. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng ấy, nó vẫn còn chứa rất nhiều cát tinh như tỷ kiên, chính tài và chính quan. Thì cái tỷ kiên nó sẽ giúp cho những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 trở nên ôn hòa hơn, trở nên là gì? Chỉn chu hơn, cẩn thận hơn trong mọi việc, trong mọi việc mình làm. À, bên cạnh đó thì chúng ta có mậu gặp quý thì nó là chính tài. Cái chính tài nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 ấy, là có được cái công việc ổn định và cũng có được tài tinh chiếu mệnh. Nên là cái thu nhập cũng sẽ không có gì phải lo lắng cả. Bên cạnh đó có mậu gặp ất nó là chính quan. Thì cái chính quan nó giúp cho công việc của gia chủ tuổi uh, tuổi tuổi mậu thìn ấy ngày càng được thuận lợi hơn. Đó, các bạn đi làm với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích à, những người tuổi mộ thìn cũng là những người khá là chăm chỉ không ngại khó không ngại khổ nói chung ấy uh, mọi sự thì có quý nhân nâng đỡ nên là quý vị cũng không phải lo đó à, như vậy là gì trong cái năm 2024 ấy, thì cái cục diện thất sát nó gây ra khó khăn chắc trở à, nhưng bên cạnh đó thì cái thiên can cá ẩn tàng nó cũng vẫn còn chứa rất nhiều cát tinh Đã. vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, để hóa giải những xung sát thị phi cho cái thất sát mang lại cũng như là gì để mang lại may mắn Do cái tỷ kiên chính tài và chính quan thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn bên cạnh thì nó sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ôn định kéo đến quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm ạ. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái 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 sao hạn nhé. Thì những người tuổi Mậu Thìn là những người sinh năm 1988 ấy thì năm 2024 là 37 tuổi. Ấy. Ở cái tuổi 37 thì quý vị gặp cái sao hạn là cái sao La Hầu và cái hạn năm là cái hạn Tam Khoeo. Cái sao La Hầu nó là một cái sao hạn nặng đối với nam đúng không Các cụ nói là gì? Nam La Hầu, nữ kế đô. Nói chung ấy, nam mạng tuổi Mậu Thìn trong năm dễ gặp nhiều cái điều dữ không may mắn về pháp luật về công quyền dễ gặp những chuyện thị phi gặp những chuyện tranh cãi và hay là gì những cái bệnh tật về tai về mắt và sẽ phải hao tốn tiền của để mà chữa trị khiến cho gia chủ phải buồn giàu phải bận tâm và cái sao la hầu này nó xấu nhất vào cái tháng 1 và tháng 7 âm lịch tháng 1 đó là tháng bính dần và tháng 7 nó là tháng gì tháng nhâm thân vậy nên đây là hai cái tháng mà gia chủ cần phải hết sức lưu tâm Đề phòng cái sức khỏe của mình cũng như là đề phòng cái chuyện tai tiếng thị phi. À, bên cạnh đó, quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn tam khêu. Cái hạn tam khêu ấy nó là cái hạn đã chủ về sức khỏe, chủ về bệnh xương khớp. À, do vậy, gia chủ cũng nên tránh nơi đông người, tránh kích động khi gặp những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xô sát. À, bên cạnh đó, các bạn cần phải bình tĩnh, nhẫn nhịn để tránh những cái lời đàm tiếu mang tính chất kích động để tránh xa những cái điều rắc rối cần không cần thiết trong cuộc sống nó xảy ra với mình để hóa giải cái sao la hầu và cái hạn tao khoeo ấy thì vào cái dịp đầu năm quý vị nên làm một cái nghi lễ gọi là nghi lễ ngênh sao giải hạn đầu năm à, bên cạnh đó những người tuổi mộ thìn nam mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là minh quan pháp bảo cái minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó là bằng bạc à, trên sáu cạnh có khắc lục tự đệ minh chú của nhà phật mặt trước mặt sau có y hình bông hoa sen và ở giữa có một cái viên đá pha lê ở trong nó có chứa các chú bất nhã tâm kinh kèm theo cái hình tượng là quan thế âm bồ tát đang ngồi thiền à, khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp khai sáng trí tuệ hóa giải những vận hạn xấu như là cái la hầu tâm kheo kế đô điện võng thái bạch vân vân đó và nó sẽ giúp cho gia chủ có được cái may mắn để được tĩnh tâm an nhiên và khai sáng trí tuệ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống à, giúp cho công việc được thuận lợi và tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến cái mình Quang bảo đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi à, mậu thìn sinh năm 1988 năm mạng. À, thưa quý vị, như vậy là trong cái năm 2024 nó giáp thìn ấy, thì quý vị còn gặp cái hạn tam tai nữa cơ đấy vậy nên là quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo để hóa giải những vận hạn mang lại cuộc sống may mắn bình an và tài lộc cho mình à, quý vị thân mến bên cạnh đó thì trong năm 2024 nó rất thì nói chung ấy đây là một cái năm khá khó khăn khá chật vật khó khăn nhé khó khăn chật vật với những người tuổi mậu thìn sinh năm 1988 à, vậy nên quý vị hãy cẩn thận với mọi cái quyết định của mình nhé tránh những cái điều xấu nó xảy ra À, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái tổng quan vận hạn. Bây giờ chúng ta xét về chi tiết của từng tháng, xem cái tháng nào tốt, tháng nào xấu và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì để có được cái may mắn, tài lộc trong cái à, cái cái 6 tháng đầu năm này. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng riêng. Tháng riêng nó là tháng bính dần. Chúng ta có thìn thổ gặp dần mộc, đúng không ạ? Mộc khắc thổ, tức là dễ bị lưu niên nó khắc. Nên là trong tháng này thì sức khỏe nó cũng sẽ bị giảm xuống. Thứ hai là gì? Cái tình cảm cái mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái xung sát tranh cãi mâu thuẫn. À, thêm nữa chúng ta có thìn à, có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn. Được cái thiên ấn mà tương trợ giúp đỡ ấy, thì nó cũng gặp một số cái may mắn đầy mình đó. À, nó cũng chỉ ra rằng là gì một vài cái mục tiêu của những người tuổi mậu thìn ấy cũng đã đạt được những cái kết quả tốt và gặt hái được những thành công nhất định. Vì vậy quý vị hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội đôi khi vẫn có những cái áp lực và những cái thách thức nó xuất hiện nhưng bằng cái sự khôn ngoan bằng cái sự nhạy bén và bằng khả năng xử lý linh hoạt nhất à, lại thêm một quý nhân tương trợ nữa nên là những người tuổi mậu thìn ấy vẫn có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao đấy bên cạnh đó chúng ta có địa chi dần ẩn tàng các thiên can là giáp bính và mậu à, chúng ta có mậu gặp giáp thì nó là thất sát mậu gặp bính nó là thiên ấn và mậu gặp mậu nó là tỷ kiên như vậy là mậu gặp giáp là gì thất sát thì cái thất sát này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái nhiều cái khó khăn nhiều cái trắc trở và công việc thì dễ có tiểu nhân tranh đấu hãm hại đấy vì thế mà quý vị cần cần phải là hết sức đề phòng thêm nữa được cái thiên ấn hỗ trợ thì nó cũng chỉ ra những cái mục tiêu những cái dự định hoặc là gì một số người đặc biệt là những người làm quản lý những người làm quan chức hoặc là những người làm lãnh đạo ấy thì rất dễ có được cái lọc trong cái thời gian này À, thêm nữa là cái tỷ kiên thì cũng nói là rằng là gì? trong tháng này thì những người được bính dần cũng sẽ cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn. À, dẫn đến là kết quả công việc từ đó nó cũng sẽ được thuận lợi. À, nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái tháng riêng này này, chúng ta có lưu niên bệnh nó nhập mệnh. Cái lưu niên bệnh nhập mệnh nó cũng báo hiệu là trong cái tháng riêng ấy, thì sức khỏe của những người tuổi mậu thìn có phần là giảm sút đấy. Vậy nên quý vị cần phải có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi cũng cần phải cân bằng chứ đừng có gì Thiên về một thứ quá, kéo rồi lại gì? Ốm đau bệnh tật ra thì lại khổ. À, thêm nữa ấy, thì trong cái tháng riêng thì nó có lưu niên bác sĩ. Lưu niên bác sĩ nó chỉ về sự thông tuệ, chỉ về sự sáng suốt, chỉ về cái sự hòa nhã, thông minh. Đó. Và đây là một cái sao nó cũng có tính chất giải trừ bệnh tật. Vậy nên là nó cũng sẽ hóa giải cái phần nào đó, cái bệnh tật do cái lưu niên bệnh nó mang lại. À, bên cạnh đó thì trong cái năm 2024 ấy, thì nó lại có cái liên liên lộc tồn cái tháng riêng này có liên liên lộc tồn nó đào đến vậy nên là gì ở trong cái tháng này thì cũng có lộc đấy những người từ mộ thìn cũng có lộc đấy vì thế quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình à nhưng mà trong tháng này lại có lưu niên điếu khách thì nó chủ về cái chuyện mất mát tiền của chủ về cái chuyện là ăn chơi nhậu nhẹt xa đọa đấy vậy nên là quý vị cần phải lưu ý nhé quản lý tài chính thật là kỹ kỹ lưỡng Đấy, để cho tiền để ra tiền chứ không để ông điêu khách này ông tiêu thì cũng chẳng mấy mà hết. Đấy. À, như vậy là trong tháng riêng ấy thì nói chung ấy là một cái tháng mà nó cũng để, nói chung là cũng có được một chút may mắn về công việc Về công việc nhé còn chuyện tình cảm với lại các mối quan hệ sức khỏe thì quý vị cũng nên lưu ý đề phòng như vậy tháng này cũng là một tháng là tốt nhé cũng được đánh giá là tháng tốt trung bình đối với những người tuổi mậu thìn À, tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng thứ hai, tháng 2 là tháng Linh Mão. Tháng Linh Mão chúng ta có thìn gặp Mão thì nó là cục diện là lục hại đúng không ạ? Gặp cái cục diện lục hại này thì nó cũng sẽ gây ra khó khăn chắc trở. Đó. Nói chung với những người tuổi Mậu Thìn nên hoàn thành tốt các kế hoạch đang còn dở dang của mình. À, với cái 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 dự án ấy thì các bạn cũng cần phải có thêm thời gian để mà cân nhắc à, không cần phải quá vội vàng chạy theo cái xu thế của thị trường để rồi cuối cùng lại để xuôi hỏng bóng không đó à, thêm nữa là chúng ta có mậu gặp đinh thì nó là chính ấn lại được cái chính ấn tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi mậu thìn ấy à, cũng sẽ dễ dàng đi đúng đường đúng hướng mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền bạc à, nói chung gia chủ rất hứng thú khi bắt tay vào công việc thay vì phải đắm chìm trong chuỗi ngày cảm xúc bất tận buồn tuổi và dễ lạc hướng như trước đây thì nay các bạn đã tỉnh táo hơn thì đây cũng là cái thời điểm mà các bạn được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo và có tầm ảnh hưởng đó. Nói chung ấy, đây cũng là một cái thời điểm cũng khá là tốt và quý vị cũng có quyền uy, có vị có địa vị và những quyết định của quý vị thì cũng đưa ra được những cái lợi ích cho tập thể. À, thêm nữa chúng ta có đinh mão thì mão ẩn tàng thiên can là ất. Chúng ta có mậu gặp ất thì nó chính quan. Lại được chính quan tương trợ giúp đỡ. về đến công việc của những người tuổi mậu thìn ấy sẽ thuận lợi hơn. À, bạn ấy làm với tinh thần vui vẻ phấn chấn và học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Những người tuổi mậu thìn là những người không ngại khó khăn, không ngại gian khổ. À, những người đặc biệt là những người sắp đi thi cử thì lại gặp những chuyện vui vẻ hơn. Vậy nên là đây cũng là một cái thời điểm mà mà quý vị cũng gặp khá nhiều cái may mắn ấy, mọi sự thì hành thông. À, nhưng mà trong tháng này quý vị lưu ý có lưu niên tử nhập mệnh. Lưu niên tử nó nhập mệnh thì nó sẽ đẩy mọi thứ đấy khiến cho quý vị phải đối mặt với nhiều cái biến động trong cuộc sống trong công việc. À, các kế hoạch nó tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc là gì bị người khác ngờ vực khiến cho tinh thần của gia chủ dễ bị lung lay bị xa xút. à, Dù có nhiều dự định trong tháng nhưng mà quý vị cũng không nên nóng vội mà hãy cân nhắc thật kỹ sắp xếp để từng việc từng việc một. À, bên cạnh đó chúng ta có liên quan phủ thì cái quan phủ nó chủ về cái chuyện hình pháp về công đường. ấy À, ý chỉ quý vị là gì Cần phải cẩn thận hơn trong cái chuyện ký kết hợp đồng Đấy đặc biệt là những hợp đồng lớn Hoặc là cẩn thận hơn với những cái quyết định Về tiền bạc của mình Đấy kéo lại gì Vướng vào cái chuyện thị phi tê ách Mà lại mang lại cái hung họa cho bản thân à, Thêm nữa Thì chúng ta lại có cái trực phù và cái đà la Liên liên trực phù và đà la là ăn ngữ Thì cái trực phù và cái đà la này Nó cũng là một trong những cái sát tinh Nó sẽ mang lại cái Sự là dây dưa trì hoãn và mang lại những khúc mắc những khó khăn trong công việc hoặc là gì có thuận lợi thì cũng đột nhiên bị đâm ngang khiến cho mọi việc tốt đẹp nó cũng bỗng trở nên là rắc rối chắc trở đó vì vậy mà trong cái tháng này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé đến cái ngoại cảnh nói chung là trong tháng này tháng tháng 2 ấy tháng 2 là một cái tháng cũng không tốt nhé nó là không tốt thôi không tốt à, tiếp đến chúng ta xét tháng 3 là tháng mậu thìn À, thì chúng ta có mậu thìn nó Thìn gặp thìn nó tỷ hòa, mậu gặp mậu thì nó là gì? Nó là tỷ kiên, tỷ kiên. Nói chung ấy, gặp cái ông tỷ kiên ông chiếu mệnh thì nó cũng khuyên là những người tuổi mậu thìn trong thời gian này đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp trên, cấp dưới với đồng nghiệp. Nói chung không phải ai cũng thân thiện hiền lành để cho quý vị dốc bột tâm sự. Và cái tỷ kiên này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu thìn trở nên là gì? Làm việc tỉ mỉ hơn, chỉn chu hơn và chi tiết hơn và cái kết quả mà đạt được ấy, thì cũng sẽ gì khiến cho cấp trên phải nể phục à, tiếp đến chúng ta biết địa chỉ thìn nó ẩn tàng ba thiên can mậu quý và ất đó, chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên mậu gặp quý thì nó là chính tài và mậu của ất nó là chính ấn là chính quan đó như vậy tỷ kiên này từ thông vừa nói rồi còn cái chính tài nó sẽ giúp cho cái tài vận của những người tuổi mậu thìn ấy sẽ được hành thông thuận lợi và nó khuyên rằng quý vị trong thời gian này nên tập trung với công việc chính nhá đừng có dây dưa lòng hoàng Đấy, kéo mà lại gì lại thất thoát về tiền bạc cứ làm cái việc chính này là đủ ăn này là ngon rồi à, thêm nữa là có mậu gặp ất thì nó là chính chính quan nó mậu gặp ất là chính quan cái chính quan nó cũng đưa đường chỉ lối nó cũng khiến cho công việc được thuận lợi hơn bên cạnh đó trong năm thì những người tuổi mậu thìn dễ có cơ hội là được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng trong sáng này nhé vậy nên là quý vị hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình À, và để gia tăng thêm cái may mắn ấy, thì những người tuổi Mậu Thìn lại luôn nhớ này mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý Thìn đã được trợ mệnh hộ thân à, vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc thuận đời cho những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm mạng à, thưa quý vị bên cạnh đó trong tháng 3 chúng ta có lưu niên mộ nhập mệnh cái lưu niên mộ nó nhập mệnh ấy nên là gì những người tuổi ấy, những người tuổi tuổi mậu thìn ấy trong thời gian này có thể là khả năng là gì tự tin hơn để thể hiện cái cá tính của mình và không sợ bị người khác phải chỉ trích hay là nói xấu nói chung thời gian này bản mệnh chỉ muốn tập trung cho cái công việc và không muốn bị lãng phí cái thời gian cho những cái chuyện tầm phào không đầu không cuối nhờ thế mà các bạn tránh xa được những chuyện thị phi và kết quả công việc cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể Vậy nên là gì? Trong thời gian này ấy, thì quý vị cũng cần về gì? Cũng là một cái may mắn. À, bên cạnh đó quý vị cần phải lưu ý nhé trong tháng này có liên liên phục binh và thái tuế đấy, thái tuế thì quý vị hãy biết rồi đấy hãy sử dụng một cái kim bài thái tuế để hóa giải nhé còn cái phục binh này ấy, thì nó là một cái sao mà nó gây ra cái sự là gì mai phục chờ đợi và nó có tính chất bất ngờ mà ám vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn thận này, đến kẻ tiểu nhân hại lén sau lưng đến những người bên cạnh mình, ấy. Đấy, cẩn thận mà bị gì, bị cái tình trạng là bị người khác cướp mất công lao, cũng như là gì bị hãm hại khiến cho mất công mất việc, mất chức mất quyền đó. vậy nên là gì trong thời gian này thì quý vị hãy lưu ý nhé, hãy lưu ý đó. như vậy tháng Mậu Thìn nó là một cái tháng mà cũng là trung bình, nó cũng không thực sự tốt với những người tuổi Mậu Thìn nhé, chưa phải là có thời gian đột phá. À, quý vị cứ tập trung vào công việc chính thì cũng sẽ được gì có sẽ được sẽ có được cái tài lộc à, tiếp đến chúng ta sẽ đến tháng tư là tháng kỷ tỵ tháng tư là tháng kỷ tỵ thì trong cái tháng tư ấy chúng ta có thìn gặp tỵ thìn thổ gặp tỵ hỏa nó được công diện là hỏa thổ tương sinh vì chính là tháng này thì bắt đầu sức khỏe đã khởi sắc đúng không tình cảm cũng được quan hệ cũng được tốt lên à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp kỷ thì nó là kiếp tài kiếp tài gặp cái kiếp tài lâm vận vậy nên là gì nói chung ấy trong cái tháng tháng tư ấy những người tuổi Mậu Thìn sẽ khá là vất vả trên con đường công danh sự nghiệp vì là có kiếp tài lâm vận công việc lúc nào cũng chật vật bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám nói chung những người tuổi Mậu Thìn là những người nhiệt tình thẳng thắn đấy nhưng rất dễ bị lợi dụng đó à, và thì cái kiếp tài nó cũng xảy ra tình chuyện là trạng là tranh quyền đoạt lợi vì thế mà quý vị cũng cần phải chú ý đến cái hạn tiểu nhân à, thêm nữa trong cái tháng này thì chúng ta có tỵ ẩn tàng ba thiên can bính mậu và canh à, chúng ta có mậu gặp bính thì nó là thiên ấn mậu gặp mậu nó là tỷ kiên và mậu gặp canh nó là thực thần đấy à, có mậu gặp bính là thiên ấn thì cái thiên ấn nó cũng chỉ ra là những cái mục tiêu những cái dự định những cái mong muốn những cái kế hoạch của những người tuổi mậu thìn ấy cũng sẽ được có được những kết quả thành công tốt đẹp nhờ vào cái năng lực nhờ vào cái sự cố gắng của mình Thêm nữa lại gặp được cái tỷ kiên thì nó chủ về gì? Những người tuổi mậu thìn trong thời gian này cũng sẽ trở nên khéo léo hơn, ôn hòa hơn và biết ngó trước nhìn sau. Đấy, quý vị làm việc một cách hết sức là nghiêm túc và cẩn thận. Vậy nên là sẽ thu được một cái kết quả cực kỳ tốt đấy. Cực kỳ tốt không khiến cho thì mọi người không ai có thể là đánh giá sai về các bạn được. À, thêm nữa chúng ta có mậu gặp canh nữa, thực thần. Thì cái thực thần nó đứng bóng nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu thìn nói chung ấy là có được cái cơ hội được giao lưu gặp gỡ nói chung là gọi là có lọc ăn uống lộc ăn uống và à, những người làm kinh doanh ấy, thì sẽ gặp được những cái vận may bất ngờ nó ập đến đấy một vốn thì bốn lời đấy à, vì vì thế mà trong thời gian này đây cũng là một cái thời điểm tốt đấy à, bên cạnh đó thì trong thời gian này quý vị lại gặp cái liên liên tuyệt đến nhập bệnh đấy, liên liên tuyệt cái liên liên tuyệt đến nhập bệnh thì nó cũng báo hiệu là gì nó sẽ đẩy mọi thứ đi theo cái chiều hướng mà những người tuổi Mậu Thìn ấy không thể lường trước được. Nói chung các mối quan hệ trong công việc trong cuộc sống đều gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa. Gia chủ có xu hướng khép mình lại và ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được những thị phi hay là cái tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Đó. À, lại thêm nữa là gì? Có cái ông Đại Hào và ông Thiên Không này hai ông chủ về cái chuyện là mất mát về tiền bạc ấy. Vì thế mà trong cái tháng này quý vị cũng cần phải cân đối nhá cân đối và cân đối và và nói chung là phải quản lý tiền bạc một cách thật kỹ lưỡng để cho tiền thể ra tiền, tránh bị thất thoát về tiền bạc trong cái tháng tư này. À, tiếp đến chúng ta xét đến tháng 5 là tháng canh ngọ. Tháng 5 tháng canh ngọ thì chúng ta có ngọ hỏa gặp thìn thổ đúng không ạ? Được cục diện nào? Là gì? Được cục diện hỏa thổ tương sinh. Vậy nên là gì? Trong thời gian này sức khỏe nó cũng tăng lên và cái mối quan hệ thì nó cũng tốt dần lên. À bên cạnh đó thì quý vị lại có gì canh gặp mậu, mậu gặp canh nó là thực thần. Nó thực thần. Thì cái thực thần ấy nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi mậu thìn. Nói chung ấy, trong cái tháng này có lộc ăn uống, có lộc làm ăn, có lộc kinh doanh. Đấy. Và đặc biệt là quý vị sẽ dễ được người khác mời đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Vậy nên là quý vị cứ chuẩn bị sẵn để gì? Gia tăng thêm các mối quan hệ cho mình. À, thêm nữa là trong cái tháng này ấy, thì nó có một cái là gì à, cái cái địa chi ngọ này nó ẩn tàng thiên can đinh và kỷ chúng ta có mậu gặp đinh nó là chính ấn và mậu gặp kỷ nó là kiếp tài thì bên cạnh đó thì nó vẫn ẩn tàng cái chính ấn nó soi đường chỉ lối nên là những người tuổi mậu thì cũng dễ dàng đi đúng đường đúng hướng đó mà cũng không phải tốn quá nhiều thời gian hay là công sức gì à, thêm nữa là gì có mậu gặp kỷ nó là kiếp tài cái kiếp tài lâm vận nó cũng sẽ kéo mọi thứ đi xuống theo chiều hướng là tiêu cực Đấy. vậy nên là gì trong tháng này lại có cái lưu niên thai nó nhập bệnh nữa cái lưu niên thai ấy, thì nó cũng cho thấy là gì trong thời gian này quý vị thường là dùng cảm xúc để xử lý vấn đề và thiếu đi những lý trí thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết à nhưng nhưng nếu mà gia chủ chịu chịu khó lắng nghe những ý kiến của những người khác rồi tổng hợp lại tổng hợp lại và làm theo ý kiến của mình ấy, thì nó sẽ tốt hơn nhé À bên cạnh đó cái trong cái tháng này có liên liên tăng môn nó chủ về chuyện buồn phiền chủ về chuyện tăng tóc đấy vì vậy quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm lại có liên liên bệnh phù nữa nó chủ là trong tháng này sức khỏe kém đấy à, trong tháng này sức khỏe kém đấy như vậy là gì quý vị cũng cần phải lưu ý nhá đó vì thế mà đây là một cái tháng mà nói chung về tài lộc tài lộc thì cũng được gọi là tốt nhưng mà quý vị phải lưu ý về sức khỏe về sức khỏe nhé chủ là sức khỏe đó À, tiếp theo chúng ta cùng xem tháng 6 cái tháng 6 nó là tháng tân mùi tháng tân mùi tháng tân mùi chúng ta có thìn gặp mùi đúng không? À, thìn thổ gặp mùi thổ như vậy là tỷ hòa nói chung là trong tháng này thì à, sức khỏe nó ở mức độ trung bình và các mối quan hệ tình cảm nó cũng ở mức trung bình à, thêm nữa chúng ta có mậu gặp tân nó là thương quan gặp cái thương quan lâm vận thì nó sẽ đẩy mọi thứ đi theo cái chiều hướng không được như mong muốn nói chung với những người tuổi mậu thìn ấy cần phải cẩn thận vì gặp thương quan nên là cũng dễ mất chức mất quyền mất công mất việc à, gia chủ làm gì cũng cần phải có quyết tâm cao thì mới thành công được bên cạnh đó thì những người tuổi mậu thìn nam mạng ấy nên bỏ ngay cái tính cả theo trống chán để có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn à, bên cạnh đó chúng ta có mùi thì ẩn tàng bát thiên can kỷ ất và đinh à, chúng ta có mậu gặp kỳ nó là kiếp tài Đấy, mậu gặp ất nó là chính quan và mậu gặp đinh thì nó là chính ấn À, chúng ta có mậu gặp kỷ là chính là, kiếp tài không? cái kiếp tài lâm vận thì cũng đẩy mọi thứ theo chiều hướng xấu nữa rồi à, có cái chính quan nó giúp cho công việc được tốt lên một tút hơn nữa là cái chính ấn thì nó giúp củng cố lại cái địa vị của mình như vậy là trong cái tháng này thì là khá là xui đấy đấy quý vị có thương quan lâm vận này à, có kiếp tài này vậy nên đây cái trong thời gian này cái vận tiểu nhân nó vượng vì thế quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân À, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại trong cuộc sống, trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ồn ùn kéo đến. Đó. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân. À, vòng nữa được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta biết là trong cái tháng 6 tân mùi có lưu niên dưỡng nó nhập mệnh cái lưu niên dưỡng nó nhập mệnh thì nói chung ấy nó cũng gì à, làm cho những người tuổi mậu thìn ấy, trong thời gian này rất chịu thương chịu khó gia chủ luôn sẵn sàng đối diện với những cái trở ngại nó xuất hiện trong thời gian này không một chút kiêu ca cũng không một chút là oán giận hay là phàn nàn gì cả thêm nữa lại có cái ông thiếu âm và cái ông hỷ thần này thì thiếu âm nó làm cái sao tốt là mấy cắt tinh ấy mang tính chất là hòa nhã vui vẻ thông minh và được việc còn ông hỷ thần này nó chủ về cái sự là vui vẻ chủ về cái sự là may mắn đấy may mắn bất ngờ đấy như vậy là cái tháng này nói chung ấy, cũng là một cái tháng cũng trung bình thôi nó cũng không đủ tốt cho lắm đấy, quý vị nhớ nhá à, thưa quý vị như vậy là gì trong cái đầu năm 2024 nó giáp thìn ấy, 6 tháng đầu năm ấy thì từ tháng 1 đến tháng 6 thì cái vận trình của những người tuổi mậu thìn cũng là khá là long đong lận đận cũng không có cái tháng nào có sự đột phá cực lớn đúng không ạ quý vị thấy là trong đầu tháng ấy, đầu năm ấy thì chỉ có mỗi tháng riêng là tốt một chút và tháng 6 là tốt một chút đúng không ạ à, tháng 5 cũng tốt tháng 6 là tốt một chút thôi còn cái tháng 2 này tháng 3 này tháng 4 này thậm chí là cả tháng tháng 6 nữa thì cũng là tháng mà cũng khá là lận đận khó khăn đấy vậy nên là đòi hỏi những người tuổi mậu thìn cũng cần phải cố gắng hơn nữa nỗ lực hơn nữa quyết tâm hơn nữa thì mới mong có được cái thành công đến với mình À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm mạng à, trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn